Xin chào tất cả mọi người. Video hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một mẹo nhỏ trên chiếc điện thoại. Thì khi trên chiếc điện thoại của mọi người truy cập vào trang web, có đôi lúc truy cập vào không được, có đôi lúc các bạn đang truy cập, mọi người đang truy cập nó văng ra, hoặc là có nhiều lúc máy nó bị báo nóng, bộ nhớ máy đầy. Mình đâu có sử dụng gì nhiều đâu mà bộ nhớ máy đầy. Các bạn là phải lo âu, mang ra thế giới di động. Mà khi mà mang ra thế giới di động thì nếu máy của bạn còn bảo hành thì bạn cũng biết rồi, còn nếu không bảo hành thì sao, là bị tốn phí. Nguyên nhân nào nó dẫn đến những cái trường hợp đó, thì đây hôm nay mình chia sẻ với các bạn một mẹo nhỏ nhưng mà hiệu quả cao nha. Hiệu quả là rất cao nha. Thì bây giờ các bạn hãy xem hết video của mình, cố gắng xem hết video của mình, và các bạn làm những cái điều như vậy thì tôi tin chắc rằng bạn không bao giờ mà còn phải đem ra thế giới di động trong những trường hợp đó nữa, chỉ trừ trường hợp máy của bạn bị rớt xuống. Vậy rồi bây giờ không xài nữa ha. Các bạn cầm cái điện thoại ra nào. Rồi đầu tiên ta vào bộ sưu tập, ta mở vào ba chấm dưới này, ta mở thùng rác ta lên. Mấy cái thùng, trong cái thùng rác này là những cái video hay là những cái ảnh của cái bàn xóa, nó nằm ở trong này ha. Bây giờ ở đây á thì ví dụ có những người đạt, những bạn đã biết rồi, còn những người chưa biết sẵn ở đây mình nói luôn. Ví dụ như chẳng hạn như ở đây là nếu các bạn ở xóa vào đây á, thì sau 30 ngày thì hệ thống sẽ tự động xóa hết. Còn bây giờ ví dụ chẳng hạn bạn muốn khôi phục lại một tấm ảnh nào đi, ví dụ đây khôi phục lại tấm ảnh này đó, thì ở dưới này đó nó có cái dòng này, rồi các bạn bấm vào nó. Ví dụ tôi khôi phục tấm ảnh này nha, trong đã mình bỏ trong thùng rác rồi đúng không, để khôi phục ra đó. Rồi ví dụ cho tôi khôi phục tấm này nữa nha, đó thì nó ra, mình quay bộ sưu tập mình ha. Đó, cái việc này á nó cũng như các bạn quét rác nha, mà các bạn đổ bỏ trong thùng rác nhà bạn, bạn chưa đem ra xong bạn đổ, bây giờ mình đem ra xong mình đổ nó luôn rồi nha. Đó, để trong nhà nó thúi nó nặng chứ làm gì. Đó, bây giờ mình đổ xong đó, bước đầu tiên rồi dọn sạch tất cả những ảnh video trong thùng rác, rồi ta thoát ra. Rồi sau khi ta thoát ra, ta vào cài đặt, mở cài đặt lên, các bạn cuộn xuống dưới kiếm cho mình cái mục là ứng dụng hay quản lý ứng dụng, tùy theo máy nha các bạn. Rồi ta tích nó vào. Tại đây là những cái app của các bạn mà cài ở trên máy ấy, thì nó sẽ nằm trong đây hết. Những cái app nào mình cài trên máy là nó sẽ nằm trong đây hết, và tất cả và những cái app mặc định của hệ thống thì cũng là ở đây. Rồi các bạn kiểm tra, các bạn xem những cái app nào mình không sử dụng nó thì mình gỡ bỏ nó đi, hoặc là mình tạm dừng nó cũng được. Chẳng hạn ví dụ như tôi tích vào cái app này đó, tôi không gỡ cài đặt mà tôi buộc dừng nó, mình không thích cài buộc dừng nó báo gì báo kệ bà nó, cứ ok rồi buộc dừng nó rồi xong. Kế đến ví dụ chẳng hạn như là bây giờ mình vào là thử một trình duyệt cấp cút nè. Các bạn cuộn xuống dưới, các bạn thấy một lưu trữ không? Lưu trữ đây đó. Lưu trữ, các bạn tích vào nó, các bạn xóa bộ nhớ đệm cho nó. Đó, các bạn thấy không? Đây, để mình nói rõ cho các bạn, ứng dụng thì chỉ có 173 MB. Mà bộ nhớ đệm nó lên tới 656 MB, các bạn thấy không? Đó, là do ví dụ như là trong cái quá trình bộ nhớ đệm đây, là trong cái quá trình mình truy cập những cái gì ở trong cái ứng dụng này đó thì nó sẽ nằm ở trong đây hết. Rồi các bạn tích vào đây, xóa bộ nhớ đệm thì nó nằm ở dưới này, các bạn thấy chưa? Đó, xóa bộ nhớ đệm, ta tích vào nó, ta xóa, mất tiêu. Đó, các bạn thấy không, trong khi tổng của nó là chỉ có 5
ghi 77 mà bộ nhớ đệm nó hồi nãy là mình thấy 600 mấy còn 700 mà, thấy chưa? Rồi. Việc bộ nhớ đệm, xóa bộ nhớ đệm ở đây là không có mất dữ liệu gì của các bạn hết, các bạn cứ xóa thoải mái. Còn nếu các bạn mà xóa dữ liệu là đây. Nếu mà xóa dữ liệu là không phải các bạn cài đặt cái ứng dụng này là từ đầu, nhưng mà những cái thiết lập những trong cái ứng dụng này các bạn thiết lập nó gì từ đầu đó, khi bắt các bạn khởi động nó đó thì nó buộc các bạn phải thiết lập lại nó lại, thì ta không cần xóa dữ liệu mà ta chỉ cần xóa bộ nhớ đệm nó thôi. Đó, mình demo cho các bạn xem một cái như vậy. Đó, ví dụ cái thứ hai chẳng hạn như bây giờ là mình vào một cái mục chẳng hạn như đây Reverse chẳng hạn này, đó, lưu trữ này. Đó, các bạn thấy chưa, bộ nhớ đệm của nó là 1MB 43. Rồi ta cũng vẫn tích nó xóa luôn. Nói đó mình làm demo cho các bạn xem hai cái vậy thôi. Rồi sau khi xong mình thoát ra. Nói chung là bây giờ nó mình nói rõ hơn cho các bạn. Các bạn cứ vào click vào những cái ứng dụng của các bạn đó. Rồi các bạn click vào nó, chẳng hạn ở đây Gmail này, rồi lưu trữ này, đã bộ nhớ đệm này, cứ xóa bộ nhớ đệm. Bộ nhớ đệm nó cứ xóa mình xóa thoải mái. Lâu quá rồi máy tôi cũng không xóa bộ nhớ đệm, sẵn đây tôi cũng xóa vài cái luôn đó. Nhưng mà các bạn lưu ý là xóa bộ nhớ đệm chứ không nên xóa dữ liệu nha. Đó, xóa dữ liệu là khi mình khởi động ứng dụng đó là nó sẽ buộc bạn phải thiết lập lại từ đầu, chỉ mình xóa bộ nhớ đệm thôi. Rồi thoát ra màn hình chính. Sau khi thiết lập xong ta tắt máy và khởi động lại. Rồi ở đây mình nhắc thêm cho bạn cái điều quan trọng này nữa. Khi các bạn lướt web, tình cờ các bạn thấy là cái bảng này nó nổi lên nè. Khuyến nghị dọn rác cho Android. Các bạn thấy chưa? Đó. Thì đây là một phần mềm quảng cáo nha các bạn. Đó, nó dụ bạn. Đó, nó, các bạn đọc có thể điện thoại của bạn có thể hoạt động nhanh hơn. Chúng tôi đã phát hành bản cập nhật dọn rác và bản cập nhật này được khuyến nghị cho mọi điện thoại. Các bạn thấy nó xạo chưa? Đó. Đó. Rồi ở dưới là nếu không nâng cấp Samsung Galaxy A50s của bạn có thể bị chậm và có thể nhanh hết pin. Tại vì ví dụ thằng này nó tinh vi lắm. Ví dụ như máy của bạn, thiết bị của bạn tên gì thì nó sẽ nổi lên tên thiết bị đó. Tại máy của mình đây là A50s thì nó sẽ báo vậy. Cập nhật miễn phí ngay để dọn dẹp và tăng tốc Samsung của bạn ngay tức thì. Nó xạo. Các bạn gặp mấy trường hợp này các bạn cứ bấm hủy, bỏ qua hết. Không cập nhật cho nó. Đó, không cập nhật cho nó, cái này không có tích sự gì hết. Đó, khi tại vì khi các bạn mà cập nhật cho nó rồi ha, thì bắt đầu là nó từ thằng này nó truyền sang thằng kia nó truyền sang thằng nọ, nó đưa đến nó bắt các bạn phải cập nhật hoài luôn. Và thử khi cập nhật ra rồi thì trong máy của các bạn là một đống rác luôn, không có tích sự gì hết. Lúc đó lúc bây giờ máy của bạn nó càng nặng thêm, chứ mấy thằng này không có tích sự gì hết. Nha. Ta ví dụ nếu gặp cái trường hợp này là các bạn cứ bỏ qua cho mình. Rồi cái đếp mình thoát ra màn hình. Rồi bây giờ tại đây mọi người vào giúp mình cái mục cài đặt. Mọi người cuộn xuống dưới. Mọi người tìm giúp giùm mình là cái mục chăm sóc pin và thiết bị. Đây cái dòng chăm sóc pin và thiết bị đây. Rồi kế tiếp các bạn thấy ở dưới này. À, đó mọi người thấy bảo vệ thiết bị. Ta tích vào nó. Ở đây mọi người thấy quét điện thoại. Đó. Rồi ta tích vào nó quét. Đó. Cái chức năng này là tích hợp sẵn trên máy của mình. Đó. Mình nên sử dụng nó. Chứ còn mấy cái thằng kia là mấy thằng cập nhật. Mấy thằng quảng cáo cập nhật tầm bậy tầm bạ. Các bạn không biết là các bạn cập nhật nó là nó đang một đống luôn. Đó. Ở đây tao cũng có những mắc mớ gì tao phải sử dụng mày. Đúng không các bạn? Đó. Còn cái việc này, cái việc quét này nhanh hay chậm là tùy theo trên thiết bị của bạn có nhiều dữ liệu hay là nhiều cái app bạn cài. Còn ở đây cái việc quét này là không có tốn phí, các bạn cứ quét thoải mái, quét từ sáng tới chiều, từ trưa tới tối, không ai nói gì các bạn hết. Sau khi nó quét xong các bạn thoát ra, tắt máy khởi động lại rồi bình thường. Đó. Video này của bên mình đến đây cũng xin kết thúc, chúc các bạn thành công. Nếu các bạn cảm thấy video này và hữu ích, các bạn nhớ nhấn cho mình một like và đăng ký để đón nhận những cái video sau nha các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình xin chào các bạn.